Xin chào các bạn, tôi là Diệp Sâu Sâu Lục. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về Bi Hai Long ở Việt Nam. Bi Hai Long ở miền Bắc Việt Nam, nằm cách thủ đô Hà Nội 4 giờ lái xe. Nó đã kể kể, nó đi sang thiên nhiên, xây dựng y bảo nằm, nhìn chỉ trong chỉ mươi ta. Bi Hai Long có hôn khai kỳ bí, nhưng mà bức trái mô nữ, cũng hoàng hai nhìn thẳng lăn lươn nhỏ, nhỏ lệ từ mặt nước biển. Bạn có thể cảm nhận rồi sự bí ẩn, qua quang, khai quang, trắng, qua thiên nhiên. Bi Hai Long hiện lục khối lá, liền chư lít, thứ hút. Chính mươi hoàn trọng chư khách ngoan lối, khi hờ liền thăm, miễn bác bệnh năng. Bí bạch, có chết nhớ lại khi chư lít, tu chư lít chống gái. Họ bạn cũ có thể, ở lại qua lên, chân một con thuyền chư lít sân trọng. Thời gian chư lý bự lệ suốt, lệ tham quan là thứ tháng 3 lệnh tháng đẳng. Và bạn có thể tham nhạc được tối đề nỗ lực qua Đông Nam Á. Ngoài ra, Bi Hai Long có thể nhìn thấy nhiều cái khóa khăn nhau, đi thuộc bóc, rồi thiết và rồi chân trong nải. Và nhưng nải nắng, bạn có thể nhìn thấy là nước trồng xanh. Vào những ngày mùa, bạn có thể nhìn thấy bộ hôn khí bôi quả sương mù và nước tắng đá xanh lạnh. Ngoài ra, còn có một trang trách bếch Bi Hai Long. Nó liên quan, rắn liên quan Bi Hai Long. Thành gọi Bi Hai Long có nghĩa là nói sống bài sông, trang phát tử trang trách giảm. Cha mẹ chọn và con gái ra đường xuống, tương lần này. Ba tuổi một bên, nó tự nhiên, để đảm bài giặc nói sáng. Bi bài bây giờ, nói đã nói rằng bên lặng, đã xuyên qua bề mặt biển. Và biển thầy bổ sổ trang đá, chống lá rất biết. Bộ ảnh này là một đàn lá kỳ lạ. Đặc biệt nổi tiếng ở Bi Hai Long. Nó được gọi là hồng gà trời. Và có bị nhớ hai con chim lăn lão nhau khi hai bè chú khắp đi mọi chí. Bạn có thể đi du lịch Việt Nam mọi chuyến. Xin chào, tôi tên là Đặng Lý San. Lào mộ Hà Nam hai nhìn không trang mộ chín. Tôi đi du lịch Việt Nam công gia đình. Bảo này đầu tiên chúng tôi đã đến thăm các đền tham quan gần thành phố Hồ Chí Minh.刚好咖啡表点真灯马亚特日吧。外加公共甲蒙昂叠风叠佛把念染。来风骚总对低些叠每呢，有些之前来甲长。南无在念铁位，收到总对顶公甲道，高无道今日叠物。总对日主日有安而对。水电那点屠户对铁业，提摩沙国供水泥的也是，你不保证吗？把这酒，空果本真无钱，晒风等等人妖，尽管二代他去尿挖土碾，开狗挖毛花捆过。您当打而海边日的，等着安对，总对安对，大尴尬美呢。男女众生晚上轮流见报，天伯对奶子念得多万恩疼恨，授权地点美呢，总对也是直来好几面。và nhìn thấy nhiều phong cảnh trên tầm về mà giờ chuyến đi này không lại nhìn tôi giá nhìn thấy giá nhiều cảnh tại ở Việt Nam và ăn rất nhiều món ăn Việt Nam và quả trung trung yêu thích của tôi
điều này khiến tôi rất mong đợi chuyến thăm Việt Nam tiếp theo của mình. Chào các bạn, tôi tên là Châu Gia Phi. Tôi và bạn bè của tôi đến Việt Nam làm tình nguyện viên quốc tế. Chúng tôi cứu giúp một ngôi làng lại ở Mai Châu. Đến nhà một bà già lề xây nhà vệ sinh vào buổi sáng. Chúng tôi mất một tuần lễ hoàn thành. Chúng tôi dạy tiếng Anh mới bởi chỗ. Một số sinh viên bằng tuổi chúng tôi, một số là lý lắm. Họ nói rằng Việt Nam cũng có Tết Trung Thu và họ sẽ ăn bánh Trung Thu trong Tết Trung Thu. Mùa hè ở Việt Nam rất nóng, hàng ngày chúng tôi lên cửa hàng tạp hóa của nhà tư mua kem. Và kem ở đây rất rẻ, chỉ có 1.000. Một ngày nọ chúng tôi đi bộ 1 giờ lên chợ. Tôi mua một đôi dép lê. Bạn tôi mua nước mía và chôm chôm. Chôm chôm giống như vải thiều, nhưng có vị cay. Nam mua một gói con trứng và quay lại ăn, nhưng chúng tôi không dám ăn. Buổi sáng của chúng tôi đôi khi là bánh mì Pháp và sữa lạc, nhưng thường là mì gói và trứng. Gà của Mai Châu rất nổi danh, chúng tôi ăn thích gà mỗi bữa. Nhưng món ăn Việt Nam yêu thích của tôi là phở bò. Người Việt Nam thích uống bia, họ uống bia mỗi tối, uống nhiều hơn khi có việc quan trọng, giống như đêm trước khi chúng tôi ra về. Chúng tôi đã đến Hà Nội chơi 2 ngày trước khi trở về Đài Loan. Tôi thích 36 phở cổ, cảm giác như đi dạo quanh chợ đêm ở Đài Nam. Hồ Hoàn Kiếm rất đẹp. Chúng tôi chụp một vài bức ảnh bên cạnh hồ. Xe ô tô của Hà Nội rất nhiều và bằng còi nhiều. Tôi thích ở nông thôn, mặc dù không có phở bò. Nhưng có phong cảnh đẹp và nướng người lắng vô. Tôi muốn đi chơi Việt Nam một lần nhớ. Tôi tên là Doãn, hiện đang là sinh viên đại học. Tôi rất thích văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Trong những ngày nghỉ, tôi thường tìm đến các nhà hàng Việt Nam ở Đài Bắc để thưởng thức các món ăn ăn. Và thỉnh thoảng tôi cũng xem các video du lịch Việt Nam trên mạng. Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi muốn đi du lịch Việt Hà Long. Vì Việt Hà Long là nền lăng thắng cảnh nổi tiếng nhất Việt Nam. Cách Hà Nội 150 km, chỉ mất hơn 3 tiếng đi ô tô rất thuận tiện. Một địa điểm khác mà tôi muốn đến đó là chợ Liên Phú của Hà Nội và 16 phố của Hà Nội, bao gồm rất nhiều con phố hợp thành, là một khu phố thương mại rất lô lụy ở Hà Nội. Còn được gọi là khu phố còn lịch sử, với lịch sử hơn 1.000 năm. Các cửa hàng ở đây không lớn, nhưng có rất nhiều loại hàng hóa, đồng tiền, thức bát, tà hóa, quần áo, đồ chơi và các sản phẩm kiệt thuật. Được thú vị là tên các con phố được lộ lạc tên là tên các sản phẩm chính được bày bán. Chàng hàng nhi, phố hàng gạo, phố hàng giấy, phố hàng bạc. Nhưng giờ không còn như về nữa. Nhưng nếu bạn có thể tự mình đi và trải nghiệm văn hóa địa phương,
nó chắc chắn là một điều rất vui. Bất kể bạn đi đâu, điều quan trọng nhất là trải nghiệm ở thời địa phương. Khi đến Việt Nam, bạn nên nếm phải trải. Những người bán hàng rong ven đường và ăn tôm phở địa phương, quả ăn mọ ở bánh mì Pháp, trà giò cùng bạn bè. Nếu muốn ngon địa phương ngài, nếu có thời gian, hãy ngồi xuống quan sát cuộc sống và người dân địa phương trong quán cà phê bên đường là điều tôi muốn thử. Về khí hậu, miền Bắc, miền Nam có bốn mùa gió rẻ, thương tựa như Đài Loan, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa du lịch đẹp nhất. Tháng 5 đến tháng 10 là mùa nắng nóng và mưa nhiều. Nếu bạn chọn du lịch Việt Nam trong khoảng thời gian này, lần khuyên mang theo ô thể che mơ ngắn nghe. Tôi rất ấn tượng về văn hóa và ấn tượng của Việt Nam. Xin chào mọi người, tôi tên là Vân Thư Sư. Tôi đến từ thành phố Giả Nhã, Đài Loan. Tôi học khoa ngoại ngữ tại Đại học Đài Bắc. Tôi muốn chia sẻ với bạn kinh nghiệm đi du lịch Việt Nam của tôi. Một năm trước, tôi và gia đình tôi đi du lịch Hội An. Điều làm tôi ấn tượng là rừng dừa bài mố, cách thành phố Hội An khoảng 3 cây số. Đây là khu du lịch sinh thái nổi tiếng, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm về thiên nhiên sông nước. Rừng dừa bạc ngàn và những chiếc truyền thống dương giả. Rừng dừa bài mố đã có từ cách đây khoảng 200 năm. Trong thời kỳ kháng chiến, rừng dừa là khu căn cứ cách mạng quan trọng, giúp Việt Nam đánh thắng nhiều trận chiến của địch. Nơi đây đã được khai thác trở thành khu du lịch sinh thái, được nhiều người biết đến và là một trong những địa điểm du lịch Hội An nổi tiếng. Về rừng dừa về mô có gì thú vị nào? Bạn đừng đi thuyền thúng ngang cạn tham quan rừng dừa. Bạn cần đừng thực thức thiết mục biểu đến thuyền thúng. Tốt nhé. Làm qua lưu niệm bạn là giờ cũng rất vui. Bạn sẽ được cô chú lái đỏ dành tặng những món đồ kỷ niệm từ lá giờ như đồng hồ đeo tay, nhẫn, cao cao. Tất cả đều rất dễ thương. Người lái đỏ cũng có thể nói một ít tiếng Trung. Người lái đỏ cũng rất dễ thương. Xin chào mọi người. Tôi tên là Lâm Chí Yến. Tôi đến từ thành phố Đông Bắc, Đài Loan. Tôi học khoa ngoại ngữ tại Đại học Đài Bắc năm thứ 3. Tôi sẽ giới thiệu về trang tâm thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, phố cổ Hội An. Phố cổ Hội An là một phố cổ lịch sử nằm ở miền Trung Việt Nam. Thế kỷ 16 và 17, Hội An là một cảng thương mại quốc tế. Bảo tồn cải cách đến Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và châu Âu. Phố cổ Hội An gồm ô tô và xe máy. Chỉ di chuyển bằng xe đạp, xe kéo và đi bộ hoặc thuyền. Vào buổi tối, đèn đường sẽ từ cho trên đường phố. Những chiếc đèn đường này có nhiều hình dạng khác nhau, có nhiều màu sắc rất đẹp mắt, kết với để chụp ảnh. Bên cạnh
방송두번새거내반댄늑바너희조전조카이콩과뜻요코크허이하이공짜이니với các bạn lạc lên thờ vì và vấn an nhìn ở lạc dụy tôi đến đầu thần tra công quan wow mười công trông đã có ước nâng nhau giống tôi là nghe lạc dụy đó là một cờ hai nhân lai cho hê là lò tên giống tôi đến công bền bản hòa và nghe thờ hù quan Nói là con có những nỗi lợi vô trôi thi hồ trong lời nắng bạc trẻ nắng lai có là nhớ cải quan ngọt lão và còn có khe nặng nịnh sống lạc dùy một khe nặng đẹp đó là một nỗi lệ thời gian thi theo trong tôi kịp hồi lại hâu quê thầy tôi thầy bị lờ có thêm đà tổng giải nó là lò là gì nhớ của bảo lãi中彩虹毛我拿母里的历史我顶而来软我过历史能风沾南热色热粉的半夜热闹空热可拿彩虹毛保特林都热带啦内部荷兰没热可拿彩虹毛sau lo trong tôi thế chính là cần này lo là biểu tên của cổ truyện 300 năm đệ của thành hồng máu này bà đình lờ như xếp vào wow trong cổ ông cổ lịch nô năng tiếp theo chúng tôi lên mà lù bia bà số trà ca lăng thượng yêu cầu của hai nói ra cũng có một cái lạ bia là anh già cả với bia có thằng lại bia lệch lực chung nếu gì chúng tôi là cõi ra cả liều siêu non thiết kế của hàng cũng rộng dài và sáng sủa thông thờ lộc an ở lại ná thờ thể vơi lễ này sau lên tới lễ là cố gắng nhớ
ở cái mấy. Ha là lễ. Ca liền thẳng con chê. Tôi hẹn mời lời. Nên lên tôi. Báo cáo của chúng tôi. Khe thô thải lai. Hàng biên. Chào mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu về điểm du lịch điểm Hồng Mao Tan Thủy. Nó là một nơi tuyệt vời đẹp kế, thanh khi bạn đến Tan Thủy. Nếu bạn muốn đến đây, bạn có thể lái xe. Đây là một nơi di tích lịch sử. Nó là hơn 300 năm tuổi. Nó có một trong những tòa nhà lâu đời nhà ở Đài Loan. Nó cũng là một vị bảo tàng. Tên của nó có nguồn gốc từ sự xuất hiện của người Hải Lan. Bị ngoại mở lối cho ba mang. Liệu lãng sinh nhà ở đây là chính tòa nhà. Có rất nhiều gì địa rất thú vị. Kiến trúc này đã cố kính. Nội thất chẳng chỉ công hạ tinh tế. Tòa nhà có phòng khai, phòng ăn, phòng nữ. Có nhà lao, nơi mà đợi phan bị nhiều. Cũng có nhiều chỗ thú vị ở gần đây. Nó rất gần với phố cổ. Sau khi tham quan, chúng tôi có thể đi lên phố cổ để ăn tối. Có rất nhiều đồ ăn ngon, có ăn rất đa nhẹ. Buổi tối, bạn có thể đi dạo bên sông và ăn trăng sao. Hôn chỗ rất thời gian thoải mái. Nếu bạn chán thì đi lên lối một chân. Bạn sẽ không hỏi tiếc. Trong mùa này, đó là trần vui chí. Đây là sinh viên năng quế khoa khoa học lời sống. Tuổi lên từ Đài Bắc. Mùa này đều nón lại ba là mỗi tháng phật bật lợi. Tôi dù một thứ ở Đài Bắc. Bạn có thể nhìn nhẹ bóng đá. Hoặc các thời lại hăng nhau ở ngoài các cạnh. Các tác phẩm lưu hát của Hà Lan có thể nhiều nhìn thấy tại lễ đông sân ở Đa Đao Trên bằng có điện thoại dù viết của chuyện này nhà thiên hội lịch nước ngoài có đến nhiều chỗ ở đến ở Lại Ba tôi thi đi chỗ đến nguồn quốc của chủ yếu nên chủ yếu là chủ truyền thống bạn đồ mọi nhìn giao trí bằng cái chào lời nín lộ lát. Sau một thời gian rồi nơi nổ, trở thành nơi mua bán rổ. Vào lính nổi rổ của Đài Loan, hầu hết các hộ trụ người quảng quay nổi rổ. Địa điểm tuân giáo là nhiều tiêu chuyên nhiều nghề hơn. Có rất nhiều chú an oan ở trở đến. Tôi thấy về một chén bí tiết cả và trái xa ở trên châu. Còn nơi trở trừ vườn nhiều nó. Bạn bóng bê nhấn phê tiêu và châu vi điều thức vui. Khi có lý dân, tôi sẽ đi trở về với bạn bè. Là bổ sung là nón, nhấn mạnh hôn hôn. Khi bổ trộn tối giận, làm cho mọi người cảm thấy rất an bình. Tất cả nón chạy những chân này, dành dừng kế tháo vào điều này. Sau khi nằm hẳn hôn tiểu đẹp, nhìn nơi tại một công viên cạnh đó, một đề vui đã qua, lại ba là một thành phố thiệu vậy. Lùng thủy, nó quấy nhiều tuổi nạ thuần thuần mới sinh. Có cả những nơi cổ sơ, cảm ơn bà là biết đến thành phố mà tôi yêu. Xin chào mọi người, tôi là Nhiều Lân Trân. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tòa này tại bà Mô Lê Mô. Tại bà Mô Lê Mô
là câu ông nằm ở khu thân mai của thành phố Đài Bắc. Lần là đen theo số tỉnh, Đài Bắc một đếm một cũng là một trong những tòa nhà cao nhớ thế giới với chủ cao hơn 509 mét. Đài Bắc một đếm một sở hữu phong cá kiến chú hiện lại lộ lão. Trong cần trống cáp khối, hộp xế trống lân nhau. Tòa tháp văn phòng này vẫn là một kiếp tăng công nhiều hình lại. Vậy là một liếm của khá lụ lị. Lúc khá có thể lên làm đi chuyển lên Đài Bắc một lễ một bản hệ thống tỏ lên nền Đài Bắc hóa xế quý. Không chỉ là một tòa này văn phòng cổ lạc quan sát. Bên trong Đài Bắc một lễ một còn có một trang tăng mô sắm xa xỉ. Vì về lúc khá tới khu vực lại quan sát, có thể đồng thời trang lễ mô sắm tại trung tâm mô sắm Đài Bắc một lễ một. Bên cạnh đó, chỉ cả Đài Bắc một lễ một vài phủ lý bộ. Quận mô sắm sinh y là nơi có nhiều của hàng bá lệ cao cấp, lập chú sinh của hàng xá, còn nhiều lần trồng ẩn tận tuần vời, làm trong cả lưu lị. Có lẽ nhiều lực trọng an uống tuổi vời, cho lưu cả lực trọng nải trong Đài Bắc một lễ một. Cho lưu bản lăn tình kiến xá mong lạc xàm lại loan, mong ý hai lộ an năn. Có lẽ nhiều lực trọng an uống bền trong Đài Bắc một lễ một. Chào mừng bạn đến với Đài Bắc một lễ một, nếu bạn có cơ hội. Đài Loan. Tôi muốn giới thiệu sơ qua về Đài Loan tôi cả bạn. Đài Loan là một là nơi bốn bề là bao bà bởi biển. Hình nơi trong lá liền còn có trả nhỏ cá trái mi cao. Vì về lái xe trong học một tiền lòng hô, thì cả bạn có thể đi thu núi ra lũ lên bờ biển. Để thuần thú vô số phong cảnh và cảnh biển vô cùng xinh lệ và lâu lâu. Lại luôn ra nói tiếng về ăn thực. Có ra nhiều món ăn, vô cùng ăn và dễ ăn mình trong trở lên. Mình bá cơ cho lên xí lan cho lên nhau ha. Mình trong cơ cho lên phóng giá, mình năng cơ cho lên lũ hờ. Linh lại loan bà nhờ tình phải, đi mù vông và ăn mù lùi cả, mong nâng đại cho lên. Phong cảnh lại loan ra lệ. Nình lấy với lấy. Nụ nói họ thường hên rằng lại loan cảnh lệ, nha la căng nổi. Nếu có một nãy ở lại loan, cả bạn không may bị là luôn hay bị má lộ lá. Hoặc nên lũ cả khó hành cảnh lên sụ trụ lỡ. Cả bạn có thể nhỏ sụ trụ lỡ, của cảnh xã hóa nổi đi lỡ. Cả bạn nhớ định. Sẽ nhờ lỡ, sự hơi là nhờ tình của nơi Lai Loan. Lai Loan là nơi hội nhập nhiều nền văn hóa và cả dân tộc khá nhau. Lại có nhiều dân nhà cơ mới. Vì vậy họ cơ sự hay là ngoài vô cùng thân thiện. Hy vọng quý vị sẽ trải qua nhiều phụ trợ bùi về Đài Lai Loan.
what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Lôi con cá bạch, bãi sơ bánh ở nhà có ổn không? Con vẫn ổn, còn bạn thì sao? Tôi bán ổn cả chiếc ở nhà thôi. Đúng rồi, em gái tôi nói con muốn sang Việt Nam chơi nữa. Em gái bạn là từng đến Việt Nam chưa? Có gì yêu và mong gì nông không? Việt Nam có nhiều món nông và nhiều nhà nghỉ vui chơi. Món bánh cột bún và phở. Ghen lửa bún liêu cà nếp lộc cà chả lẩu chen bún lẩu mắm tôm phở tái bánh xèo bún thi nắng bán vị kẹt thi cà phê đá nền vui chơi có nhà thờ tan nịnh xem bi mái nhà thờ nụ thèn lệch trắng mở không bát quỷ tiếng giá heo lạ lên lông bạc sông kiểu tông đại chính chê lưỡi chia nắng lá truyền thống nổi tiếng nha Việt Nam lệ chảy những cảm giá lịch quyền giá heo lạ kinh trang quế con lạ trông thơ nổi tiếng Việt Nam nó có cảm giác khác nhau vào buổi sáng và buổi tối không nên nâng khám hộ cà phê và lên thả la đẹp
một chiến binh vui vẻ lên Việt Nam không? Đây là lần đầu tiên tôi đến Đài Loan. Có rất nhiều món ăn ngon của Đài Loan. Đến Đài Loan thì nhất định phải ăn vịt bò, chả sớ chân chốt và con vịt kho. Có mùi mọi mùi thôi, đó là mùi gì? Đó là lột vịt thôi. Và rồi cũng là một trong những đặc sản của Đài Loan. Tùy hơn vịt không hương nhiều khi kết hợp với thịt chịt kiều Đài Loan còn cực của hương vị dân. Dần dần lại, chúng ta hãy ăn còn nhỏ chất đã. Chị ơi, chúng em một lột vịt thôi mà hai đôi vịt xà sẽ vui hả? Bạn định ngồi ở đâu? Chồng em sẽ ngồi ở bàn số 2. Ok, tôi sẽ vào đồ ăn nghỉ giữa các bạn. Các đồ ăn nhiều người rồi, vì về hãy ăn xem. Thôi, lột vượt chó mà dừng nó có mùi. Nhìn liền ngoài giò, thật sự rất ngon. Thật tuyệt. Để là con hồi hiến có lẽ liền lại đoan. Hãy ăn nhớ phân liếu bản thân. Chị ơi, chỗ tôi tán đoàn đến bản số 2. Tốt cùng làm vượt cho 50 lại tỷ. Của bạn em, đồ ăn rất ngon. Vượt trăm năm mươi đại tệ bằng bao nhiêu Việt Nam đồng? Khoảng 120 bài đỉnh lực. Thật không? Nó quá rẻ phải không? Ha ha ha, có sần nhớ nguồn an nhân từ Đài Loan đã trở bắt thử. Tôi muốn đi dạo khi đã ăn no. Gần đây có chỗ nào hay không? Trong công viên nhà thờ hoa sân gần đó. Thật nhé, có rất nhiều về biểu diễn truyền thống của Đài Loan. Bà muốn cùng xem không? Tất nhiên, chúng ta phải đi. Hôm nay có một khoảng thời gian vui vẻ. Cảm ơn ai là người em đi Hà Nội để ăn uống và vui chơi. Không đồng chí, lần sau tôi sẽ có bạn nhớ muộn nuôi ha. Xin chào cô Linh, xin chào mọi người, tôi là Ngọc Thanh. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một địa điểm mà tôi đã rất thích khi đến Việt Nam trong khi nghỉ năm năm ngoái là đảo Phú Quốc. Đảo Phú Quốc nằm ở phía nam cửa Việt Nam, nổi tiếng hơn với những bãi biển quyến rũ và môi trường tự nhiên hoang sơ. Đảo Phú Quốc được mệnh danh là đảo Ngọc và là hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Diện tích của nó tương đương với Singapore, dân số khoảng 70.000 người. Năm 2010, quốc gia Phú Quốc được UNESCO công nhận là khu du lịch sinh quyền thế giới. Khí hậu ấm áp, không khí trong lạnh, bãi biển bình vô, biển với sự diễn tự tuyết vối và ngứa vừng, bán những món hải sản ngon và tươi trên thị trường. Đó là tất cả sự dễ dàng và thoải mái mà bạn có thể tận hưởng ở đảo Phú Quốc Việt Nam.
và văn hóa thời Pháp thuộc còn sót lại trên đảo cũng rất dạng trải nghiệm. Có lẽ sự chúng xâm hay hóa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Đó có phải là lý do khiến người Việt Nam biết cách tận hưởng thời gian sống chậm? Tôi rất vui khi được giới thiệu những điểm du lịch Việt Nam yêu thích của tôi với mọi người. Tôi giới thiệu mỗi người có cơ hội đến đảo Phú Quốc, bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Cảm ơn bạn đã xem. Xin chào mọi người, tôi tên là Lân Như. Hôm nay muốn chia sẻ về thú cưng của tôi. Không giống như hầu hết những người nuôi chó hoặc mèo, nhà chúng tôi nuôi những con vẹt. Con thú cưng đầu tiên của tôi được nuôi vào năm 2014. Nó là một chú chim uyên ương tên là Audrey. Nó rất sống lộ và cũng sẽ thảm ăn. Nó cũng rất thông minh và sẽ bay qua khi lực gọi. Cuối cùng em chỉ ở bên tôi hôm hai năm rồi rời đi. Anh trai tôi có nuôi một con vẹt. Nó là một cổ bé ngoan. Nó là loại vẹt tên là chị cổ bà tan. Mặc dù nó rất to lớn và nhìn thật lớn sợ. Thực ra tính tình rất hiền lành, thích làm nữa. Sau khi Audrey rời đi, chị Nhi hẹn nan tốt nghiệp trung học phổ thông. Gia đình tôi đồng ý cho tôi nuôi đem con chim thứ hai. Tôi nuôi con vẹt này chú chú. Khiến chim con vẹt nhà, nó lúc nào cũng nụ. Tôi nó luôn lên, tôi sẽ mang nó đi chơi. Đi Nam Hoa An Lão, đi Nam Biển. Tôi thích nhìn nó nhạc và hông nó.
sau đó một công trình khác baby. Hẹn bạn cùng chơi với chú chú. Nó là công việc nuôi nhu nhập mà tôi đợt nuôi. Baby rất đẹp. Baby giỏi quá. Gì thế? Sau một tháng tôi lại ngơi Pink Badan Coco một hồng. Nó thích chào hỏi và nói xin chào. Nó là một công việc dễ thương. Hạnh phúc khi cho chồng một nuôi nhà. Mặc dù lôi khi chồng khá ồn ào, nhưng chồng luôn có thể vui vẻ đối với sự dễ thương của chồng. Cảm ơn các bạn về để đảm bản với tôi trong cuộc đời. Xin chào mọi người, tôi là Chen. Khi nói đến loại độc vật được chào đúng nhất trong tất cả các loại, bạn nghĩ đến loại độc vật nào? Đúng rồi, nhân vật chính của ngày hôm nay, Capybara. Họ hàng của Capybara là chuột. Chúng là loài gặt nhấm lớn nhất thế giới. Và có thể nói là loài chuột lớn nhất thế giới. Chúng có thể cao tới 134cm và nặng 66kg. Nó có tính cách rất hiền lợi và ngoài hình dễ thương. Mặc dù chúng là loài gặt nhấm, nhưng Capybara thực sự là động vật bán thủy sinh. Chúng sống lâu chúng giống như hà mã. Nếu bạn đã tìm kiếm thông tin trên Internet hoặc thực sự xem Capybara, bạn sẽ thấy rằng hầu hết mọi sinh vật đều có thể trở thành bạn tốt của nó. Chó, mèo, kỳ, rùa, chim và vịt có thể là bạn của chúng. Điều phóng lại nhất là Capybara thậm chí có thể biến tiến đậu trên bờ bên cạnh cá sấu. Khi các nhà khoa học nghiên cứu sâu, họ đã công bố kế đoạt bát ngựa. Những sinh vật xung quanh Capybara chỉ muốn ăn phân của Capybara. Hóa ra họ làm bạn với Capybara để ăn phân. Hóa ra Capybara là loài ăn cỏ và hệ tiêu hóa của nó rất tốt. Vì vậy, khi không có gì để đầm, nó sẽ ăn. Chu kỳ tiêu hóa của nó rất ngắn vì vật một số thức ăn được bài tiết trước khi chúng được tiêu hóa. Phân chất tiêu rất bổ dưỡng và giàu protein thô như loài lục bạch cần dinh dưỡng này. Vì vậy, nhiều người lục bạch coi Capybara như những người bạch tốt. Vì chỉ những người bạch tó mới chia sẻ thức ăn bổ dưỡng cho nhau. Xin chào các bạn, lần xem video này. Tôi tên là Quốc Quang Linh. Đi chuẩn bị cho bài báo cáo cuối cùng. Tôi đặc biệt đến nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở Cao Hùng. Đầu tiên, tôi sẽ sửa theo môn chuẩn và xa lộ lạc sửa theo thức ăn. Đấy là nhà hàng nhìn từ bên ngoài. Và đây là bên trong nhà hàng. Còn thức ăn thì như thế nào? Bạn gái của tôi và tôi là có xuất ăn vừa bỏ. Ba chàng năng mối lại tệ này. Thế mù xuất thịt là hơ. Đầu tiên là lộ ống, có chúng tôi xin đổ nhà lăn trên liều. Nó không có việc cho lăn và có mùi nhà lăn nhé. Không thể sụp đổ lăn môn tốt mía. Thật sự, nhìn vào bức ảnh môn tốt mía hiện tại hạ ấn tượng. Bởi vì tôi không thể nhìn thấy công tông ở đó cả. Tôi phát hiện ra sau khi cắm một miếng. Thì sao là đông bọc mía? T
Tiếp theo là cải lục lộ sen. Hờ vì tân tực nhờ ở Đài Loan. Sau đó là phở. Hành vi của xuất lực trẻ biến lại phù hợp với khẩu vị cộng với Đài Loan. Và thị lòng hông. Sau khi mang lên bản án, tôi cảm thấy rằng bắt được sức đặc biệt. Không thể nghĩ rằng hưng cũng đặc biệt hưng. Hành vi của cân lực nó mềm xèo. Nó ăn cùng với thị lần, thị ăn lực nhiều, cân lắm. Nhìn mang trắng miệng quỷ cũng không lý tưởng chút lắm. Nó có vị mềm mềm nạt xèo và không có mùi thân gì. Và cảm nhận của tôi là đồ ăn ở nhà hàng này cũng hẳn ơn. Chỉ là đốc đồ lơ đồ ăn dân dịch tròn. Cô giáo cảm ơn cô. Xin chào mọi người, tôi tên là Liu Newton. Năm nay 21 tuổi. Tôi học khoa quản lý thông tin Đại học Trung ương. Tôi là người Đài Loan, nhà tôi ở Yonghe, thành phố Đông Bắc. Giao thông rất thuận tiện và có nhiều đồ ăn ngon. Nổi tiếng nhất là sữa lộ nặng Yonghe cửa hàng đầu tiên. Sữa lộ nặng có vị khế trong khách nấu truyền thống. Hương vị là biệt thu hút nhiều lưu khách. Người dân địa phương cũng thích nó. Vì vậy, nó thường luôn khách vào những giờ đêm muộn. Sở thích của tôi là chỗ chơi bóng và giày. Tham gia lội bóng chuyển nữ khi hộ đại hộ. Lội bóng chuyển nữ là bộ lại gia đình hạnh phúc. Mọi người liệu có quan hệ tốt. Chúng tôi sẽ đi thi lỗ ở bên ngoài trường. Cũng đi chơi cùng nhau. Gia đình chúng tôi có một cửa hàng quần áo trong trở lên. Tôi lớn lên ở một trở lên. Khế bản nhiều. Tôi cũng đã gặp một số người Việt Nam. Tôi nghĩ họ rất hòa thuận và nhiệt tình. Họ bán phở và trà rổ Việt Nam ở trở lên. Đồ ăn rất ngon. Tôi rất thích ăn, vì vậy tôi thường mua. Họ khiến tôi đổ bộ về Việt Nam. Vì vậy, một khi nghỉ hè trước khi đi, tôi và mẹ đến Việt Nam theo tour du lịch. Chúng tôi đi đến nhiều nơi. Ấn tượng nhất là Vịnh Hạ Long. Chúng tôi đã đi du thuyền ở lên Trung Hải này và Bồ Đen. Giờ lòng chúng tôi phải đi đến Hán Dũng sản xuất. Địa hình rất hoàn chỉnh và xinh đẹp. Chúng tôi cũng đến thủ cảm Mông An địa phương. Mua rất nhiều quả lưu niệm để trở về Đài Loan. Chuyến đi này càng khiến tôi yêu Việt Nam hơn. Hy vọng sẽ có cơ hội sang Việt Nam trong thời gian tới. Cảm ơn. Xin chào các bạn, tôi là Trương Kiều Y. Hôm nay tôi muốn giới thiệu học kinh đại học Đại Đồng. Khai nâng tôi giới thiệu hai cửa hàng Nguồn Nà Hạ An và một cửa hàng Đồ Ống. Xin biển ở kỳ tú xã đi vô giáo theo việc hệ lên đời huy. Bạn có thể đi bộ đến lỗ trong 3 phút. Cửa hàng lâu tiên cửa hàng Gà Xì Mũ Đại Lan. Này kỳ vũ vào cờ bạn có thể tự mình để thử đứng. Tổ đến nên nhiều và quen nhân viên trong quán. Ở lấy mấy lệ mà lán, có nước ống miễn phí. Hãy nhìn vào menu. Cửa hàng này chuyên về hải sản. Sản phẩm chính là cá xì mú. Nó là mú đặc sản, nổi tiếng ở Đài Loan, giá trị linh rừng cao. Rất thích hợp để ăn thường này. Rất thiếu một vài sẽ ăn cho bạn. Tôi cần món cho cần hàng này là hào
chen sau sân chen và cái cả si mũ. Ninh mong chừng chàng hào này. Bên ngoài chen rộn. Nhìn đề áp vẹt sao bạc chiến. Sang hoài và ngon miệng. Hào đồ vạc tới ngon. Mang có thể ăn nó chỉ với mẹ mưa tệ. Rất lãng lồng điện. Tôi rất thiểu cái cá xì mũ một lần nữa. Nắc xuất sắc trông. Anh ấy là cho hơn 6 miếng cá. Vật cá một miếng. Thét vì tôi ngọt. Cá xì mũ cần giống nịch thịt cá. Dài dài có một chư một thương của cá. Những dạy cho bao giờ ăn cá xì mũ. Bản chất chen có thể đợt nó. Cuối cùng tôi muốn giới thiệu một món chiên. Tôm quần, một sức gọt bún gái. Tôm quần có vị rất ngon. Nó có thịt đông xe trong đó. Vịt mặn mặn ngần ngần rất ngon. Lỗ là một cửa hàng cà xì mũ lại làm rất lỗ láo. Hai lần khu mù sáng trình quang một lần nữa. Quán trà Hồng Lâm yêu thích udon. Tàu giới thiệu nhỏ nhất. Lá trà udon Alitan Jing Xuan, vạc trà Hồng Jing Xuan. Trà udon Alitan Jing Xuan thuộc lại có hương thơm vạc vị ngon. Hương thơm dầu vào lỗ mũi. Trà hồng chín xoan có vị ngọt thơm tự nhiên. Hương thơm đủ đặc trong miệng. Hạt lạc trà không nừng nai. Tuyệt vời lệ ống trong bộ ăn. Khẩu đắc rộng ràng nén rất tốt. Lấy là phần giới thiệu của tôi. Hy vọng cứ cả các bạn có thể tận nổ. Sẽ không hổ tiếc. Xin chào mọi người. Tôi là Lý Tử Đĩnh. Hôm nay tôi muốn giới thiệu bốn cửa hàng đồ uống với các bạn. Vì cả cửa hàng đồ uống là một trong những đặc sản của Đài Loan. Tôi sẽ phân tích những ưu điểm của các cửa hàng kinh doanh đồ uống này. Tôi cũng sẽ chia sẻ với ba đồ uống yêu thích của tôi về hệ bát đồ, lộ tinh. Lầu tiên là quán U Sư Lan lúc nhỏ nổi biết lên. Nó có mừng cố ở Nải Nam. Cũng là yêu thích của nhỏ nổi. Lầu quán yêu thích của tôi là trà sữa chen châu. Nó có hai loại chen châu lệ lực trong. Bạn có thể chọn chen châu nổ hộp chen châu lớn. Nếu muốn ăn cả hai, bạn có thể coi chen châu thật cam. Tôi nghĩ rằng nó có giá hợp lý và dẫn vừa bế cơ bằng. Không có niệm đêm gì. Sau đó, quan thứ hai là bí khờ xạ. Lạc đêm lớn nhẹ. Của nó đặt đồng cố. Trang trải linh. Hốt rì bố sớ. Lê gồm các sớ tươi. Phát lộ với mình thì nhá là sớ tươi ơ quê của quán. Vị trà ơ quê là thân. Hên sớ tươi lệ có lộ quần lộ mình. Ta vì nít nhờ lệ đường nhạ của mình khơ xạ là rau qua rau. Để mình không muốn gần sân. Thứ bà lạc mộ của Han Lô Quấn. Nói lệ trong nền năm gần lấy. Tên là Khở Bù Khở. Nó nói tình nhà với trà hồng. Tôi cũng gần nhà một trà hồng của nó nhạ. Nhưng gói cũng thể phòng một trà sở chen trô. Mình có ý khi quản trà sữa chen châu. Có thể cho thêm ít luận hợp không luận.
vì nhờ lý của nó là trên cho nó quá. Cuối cùng hai lời tôi giới thiệu lô vấn của quả mà tôi kết nhận. Thích nhờ người thích nên chỉ là mình không thích thôi. Nó đủ coi là chinh xinh, chả sợ thôi. Của nó có vị rất nhạt nhó. Khám sát như lô vấn, cô phải thêm nhiều lợi. Vẫn không có việc không gì. Và trên cho của nó thần linh với nhau. Và không có việc dai đàn hôi. Dù vấn bao nhiêu đến tôi cũng thể hậu vấn. Và tôi sẽ không bao sợ. Chủ lông mới nữa. Trước khi ý lời muốn, qua lời vấn cho tôi. Trên đây là phần giới thiệu của mình hôm nay. Hy vọng sẽ giữ ý dự cho các bạn. Chào tạm biệt. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu các môn ăn cơm chính là học lại bạc. Đầu tiên là sang quan dinh quan. Môn ăn chính là mì lại và lô phụ huế vị. Tôi gọi một tô mì lại cay nhục. Mì ăn có vị thơ thanh lạ, lô cay vừa phải không quá cay. Miền của bạn sẽ hơi để vào đủ quế, tuyệt vời để ăn vào mùa hè. Ngoài ra tôi gọi một ba súp lộc phủ. Khoan bạn cho thêm ớt. Ớt là bìa cho cỡ hang lam. Hãy cẩn thận không chơ quá nhiều. Vì ớt của họ rửa cay. Súp có bá cải lộc phủ viên một và trứng khô. Súp có vị miso. Lộc phủ ngon. Nó có vị tuyệt vời khi thêm ớt. Thứ hai là cửa hàng tráng mình bê la. Tôi là gọi sở thải vị khoai môn. Nó bao gồm viên khoai môn, bọc khoai môn, lọt lò và chân gió. Khi ăn không quá nhục, thi hợp là món tráng mình. Thứ ba là u sa mơ phiên hao bái nướng. Bạn tôi gọi cơm trứng trắng cả gì. Tôi là gọi một món salad. Món salad nhục màu xá. Salad lệ áp và ăn rất no. Trong nó có ngon không? Thơ thơ là thai hai lộc thái. Cửa hàng này có phong cách nước ngoài. Món này là xào thì heo băm. Nó có vị cay, ăn rỡ nông và ăn cùng cơm rỡ hợp. Đây là lộc phụ nhóm hội. Nó có lộc phụ nén hoa hải tê và nâu non. Ăn lúa còn nón rất ngon. Đây là cà chua giòn, chát giòn và thịt cà mềm. Phát mò chơ nơ có chân cho vợ ăn. Món cuối còn là mousse de bi de bò. Ăn không giới hạn món cá súp nhỏ và trà hồng. Nó còn ăn cầm với một bài mì nhỏ. Bài mì nhỏ nhỏ hồi nè. Ăn non. Biết tê của bạn tôi đây rồi. Biết tê tiểu lên. Nó có vị rất cay. Ôi, nó là một miếng biết tê 18 lạng. Trông thật sự lớn. Tôi gọi biết tê đời cả. Bạn có nét thế âm thanh xào xào không? Nhìn trông phần thức ăn nhiều hơn vị quán ngon. Đây là năm cửa hàng tôi giới thiệu cho bạn. Tôi muốn nói, em tên là Lê Minh Sơn. Hôm nay, mình muốn giới thiệu một liệt tân nâng cản trứng đại học của mình. Cửa hàng lộ tiên là cửa hàng bài minh trứng Sugar Maker tạo trứng. Bài minh trứng Sugar Maker là mỗi trứng nhớ muốn ăn hoài học của học sinh. Khổ phụ mê, sao khô la, sao thê, khoai môn và khá vị hả? Hải phích dục tịch của tôi là sô khô la và phô mai. Vị phô mai sẽ thân nâng hơn nếu ba lệ chân thú lăn và ăn mê. Phô mê ở quá này hơn nạc quá. Phần nhật bài hơn bí khẩn nhờ cá lại bài minh chân hả? Nên phô mai cũng dễ phong phú. Khi cảm một miếng, có thể thần thân nhau vì hát nhau. Phần sô-cô-la còn hôn nâng. Anh thêm hạ sô-cô-la. Sau sô-cô-la là trực thể muốn ăn thành lãng và giá trị lòng thiền. Phần thần bài mình không lòng lại thành bài mình sô-cô-la. Một cái chỉnh năm mới năm tới. Mỗi bộ ớt ăn nhé, bộ chỗ trăng nâng. Xin chào mọi người, tôi là Khô Nhân Tuyên. Tôi muốn chia sẻ với bà một cửa hàng vải nhỏ ở tại Hồng Lại Bắc
âm. Học bản rất nhiều bài gồm và bài macaron và bài chữ. Chúng tôi lỡ một bản quả hồ lê tuổi thơ sinh nhật cho bạn của lỡ. Khi cơ phục phải, khuôn vì lỡ lập. Mà siêu nhiên không biểu ngay, luôn vô lỡ nhiều bản thi kia bản. Sau đó, hồn vì lễ xuân nhật của tôi là vị ý caramel mascarpone. Dễ còn là muốn rất rõ nhiều bản quê. Bản kiên phô mai ở giữa phải lấy liên xô caramel ở trên. Hồn vị rất hồng phú phạt ngôi. Cuối cùng, chúng tôi muốn giới thiệu một bộ ăn tối năng. Cửa hàng ấy tên là Sansha Chanko View. Thế trình hộp một ngạc ngừng. Mấy khoảng 20 năm phút đi bộ. Năm phút đi xe máy. Chúng vụt này mừng ngon. Mới trôi lập mới năng tệ và khá lợi chỗ rất phong phú. Và vô tình bà sẽ khỏe rất nhiều. Giới thiệu cho họ đi ăn kiểu xe. 一个字, 绝. Tôi tình này là muốn lọc hô ở cửa hàng này. Nó sơ cử nó ăn là kiên. Những mình lọc hô lộ luôn hình nhị ta. Phải suy sơ sau khi khiến một mình. Hồ cũng có một mối xe lạc biệt. Là phụ tối. Chợ y quản nên thân trợ bình lục phụ tối. Và mừng lục phụ tối của hồ lạc biệt nâng. Chúng tôi phải mô hê chúng tôi kể thăm cửa hàng này. Sau đó, chúng tôi sẽ giới thiệu một bài hát có tên là Hello Việt Nam. Được chứ, bài hát này không phải là một thang phận ân nhà miệng phân của Việt Nam, mà là một bài hát so ca sĩ người Pháp mang là bạn. Vì thằng cho ca sĩ Việt Pháp Quỳnh Anh. Phần Quỳnh Anh là người Việt Nam đứng lên đại bị. Trong quá trình đứng lên, chúng mấy cô vẫn chỉ kết sống và khai sáu chú công người Việt. Ở nhà không vấn đề đó sự nụ tính Việt Nam cảm bác lệnh. Phía cha không muốn nhẹ không cái Việt Nam. Vì bài hát này chủ yếu là sáng thác thiếu cô nhìn. Có thể hệ việc kiểu thứ hai. Dễ tả ngay ngỡ quê hưng. Không bao giờ cả vỡ. Qua dòng hát giá dị của Quy An. Và vừa dây giống mà là bạn biết. Không miêu là khai lưng trợ của Việt Nam. Khi những người lộng ngưng Việt Nam lăng trôi là ra ngưng ngại. Càng thấy ngớ ngại khi nghe bài hát. Bạn hãy nói tôi mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé và màu da đang ngày đêm cùng tôi lớn lên. Và mong sao đôi chân sẽ bước lên tới những nơi tôi chưa từng đến, để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông. Báo cáo của chúng tôi kể từ tại đây. Xin chào, tôi tên là Rudy Lan. Tôi là sinh viên đại học năm thứ tư. Tôi học Đại học Trung ương khoa công nghiệp học học và kỹ thuật và điều. Tôi đến từ Đài Loan. Tôi là đi du lịch nhiều nơi. Bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Đài Loan, Singapore, Malaysia. Nên tôi vẫn chưa đi Việt Nam. Tôi hiện kết gặp người vì cho cuộc sống hạnh này. Lên lại học lạc đèn đầu tiên tôi tiếp xúc với văn hóa Việt Nam. Tôi muốn cho bạn biết nơi nào trong cuộc sống có cơ hội tiếp xúc với văn hóa Việt Nam. Thứ nhất là nhà hàng. Có món quà ăn và Việt Nam cần nhận tôi. Một trong nhiều món yêu thích của
tôi lập mịt chốc với chắc gió. Thiệu vợi cho mong ăn, bớt chú vào mùa hè. Thứ hai là chọc chơi. Chọc chơi game mà tôi thì chơi Golden Light Arena of Valor. Tôi xem các cuộc thi trong nội và quốc tế từ năm thứ hai. Có thiết thế giới trích thành AWC và AIC. Trong số đó, Đài Loan được gọi là bộ phận GCS. Các bộ phận mà mẹ khác, ví dụ khu vực RPL ở Đài Loan và khu vực AOG ở Việt Nam. Khu vực AOG ở Việt Nam vừa là Lô Trân Lan Vùng. Tình An là Arena of Glory, tên là AOG. Các loại mạng trong bằng AOG bao gồm FL, SGP và VGM. Thứ ba là âm nhạc. Tôi trông thích nhạc tất cả các loại nhạc cuối niên trên YouTube. Ba bài hát về tiền Việt tôi là nên cần like. Bài hát lột tiếng là Carousel. Khi tôi nhạc lột lạc lột tiếng, tôi thấy có lạc nhiều nhiều tôi cho hiểu. Ví dụ, hai con lột tiếng của lối bài hát. Nơi 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 thân thôi mà sao nơi ở level ai lô. Khởi nơi hạ phúc nụ về mà sao vội thôi lại cao cao. Đây là một bài hát lắp kết hợp tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Anh. Giới thiệu bài hát này rất hay cho một nơi. Bài thứ hai là lắp phòng bia mỗi thời gian rất lấy. Có chàng trai viết lệch cây. Thứ chấp, bằng công của bài hát này là một bài hát tiếng Việt. Bài hát của nam ca sĩ nổi tiếng Việt Nam Phan Mạnh Quỳnh. Lời bài hát bản lộ là có chàng trai viết lên cây. Lời yêu thương của cái ấy. Bản lộ là mặt bạn chú tình kể về một mối tình đối duyên. Sau đó viết lối bá hắn này dùng tiếng Trung Quốc. Nó lãng đường khu lãng mạn, chuyển thế thành Việt Bản hiện tại. Bài hát thứ ba là một điều này mà nhiều người sẽ này hạnh phúc hơn. Lời bá hát lực giản. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình nụ ăn rồi ăn sẽ lối. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình nụ ăn nói ăn như em rồi. Với nụ dạy nụ đề đáo và nụ nụ nề rộng rán. Bài hát này bắt nó trở thành hit. Tối nì các nạn nhá lệ học một nông nữ. Chỉ cần xem nhường hơn, nghe nhường hơn, nói nhiều hơn. Vì vậy, hãy xem các video liên quan đến tiếng Việt. Đây là các nạn nạn và tiên nạn để tiếp xúc với nền văn hóa này. Nếu có cơ hội đến Việt Nam trong tương lai, tôi hy vọng sẽ sử dụng tôi tiếng Việt mà tôi là học trong lớp học này.